cuộc sống mưu sinh rất vất vả cả nhà. Thôi ở đó có chân vịt thì ơi đừng lại đó, chân vịt không à. Chân lên thầy, có chân vịt ở dưới. Anh này lo sợ quá. Hả? Anh này em kỹ tính quá. Cái gì? Nói chung lên, lo sợ tổn thương quá à. Phải lo chứ. Tiếng hả?